tràng pháo tay thật lớn để chào đón với phần thi trang phục xã hội. Hãy cùng chào đón thí sinh Nguyễn Thị Vân Anh, số danh 14. Cô sinh ngày 21 tháng 9 năm 1994 tại Phú Thọ. Cô tới từ sư đoàn D7 quản trị kinh doanh 1. Cô có chiều cao 1m57, số đo bao vòng 85, 62, 90, cân nặng 48kg. Sở thích của Vân Anh là nghe nhạc và đọc truyện. Mong muốn của cô khi tới với cuộc thi rất dễ thương. Họ sát tài chính, phần thưởng là chủ yếu. Và chúc cô sẽ giành được giải thưởng cao nhất trong cuộc thi năm nay. Chúng ta đã đến với phần dự thi của thí sinh Trương Minh Châu, mang số báo danh 24. Cô sinh ngày 10 tháng 1 năm 1994, đến từ Hà Nội. Hiện tại Minh Châu đang theo học lớp D7 kế toán 1. Minh Châu sở hữu chiều cao 1m62 với số đo bao vòng 80, 65, 90, cân nặng 46kg. Của Minh Châu là đọc sách báo, nghe nhạc, nhảy múa và tham gia thật nhiều hoạt động xã hội. Mong muốn của cô khi đến với cuộc thi này là để có được những nhiều trải nghiệm đẹp trong quãng đời sinh viên của mình, giao lưu với nhiều bạn bè, tham gia những hoạt động bổ ích trong và ngoài cuộc thi. Và qua cuộc thi này thì cô cũng mong muốn thể hiện năng khiếu của bản thân. Và một chút nữa thôi thì trong phần thi tài năng của mình, chắc chắn quý vị và các bạn sẽ nhìn thấy một Minh Châu rất khác. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự khác biệt đó của Minh Châu ở phần thi tài năng. Hãy cùng chào đón thí sinh tiếp theo đang dự thi phần thi trang phục xã hội. Thí sinh Nguyễn Thị Vân Anh, số báo danh 04. Vân Anh sinh ngày 21 tháng 10 năm 1994 tại Hải Dương. Cô đang là sinh viên của sư đoàn D7 quản trị du lịch khách sạn. Vân Anh sở hữu chiều cao 1m68, số đo bao vòng 83, 65, 92. Cô có cân nặng 54kg. Sở thích của Vân Anh: bơi lội, múa, nghe nhạc và đi shopping. Mong muốn của cô đến với cuộc thi này, ngoài việc muốn trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị trong quãng đời sinh viên, Vân Anh còn muốn chứng minh với mọi người rằng sinh viên trường Đại học Lực không chỉ đẹp, duyên dáng, tài năng mà còn rất năng nổ trong hoạt động tình nguyện, hoạt động ngoại khóa, vui chơi giải trí. Muốn được thể hiện khả năng của mình và được học hỏi thật nhiều từ cuộc thi năm nay. Một tràng pháo tay rất lớn để chúc cô ấy may mắn trong cuộc thi ngày hôm nay. Chia tay với thu thảo, chúng ta cuối cùng được chào đón thí sinh Nguyễn Thị Hậu, số báo danh 27. Nguyễn Thị Hậu sinh ngày 20 tháng 10 năm 1994 và có tới từ mảnh đất Nghệ An. Cô đang là sinh viên của D7 quản lý năng lượng 2. Nguyễn Thị Hậu sở hữu chiều cao 1m67, số đo bao vòng 82, 61, 90, cân nặng 50kg. Sở thích của cô: ca hát, nhảy múa và diễn kịch. Mong muốn của cô gây ra cuộc thi này là tạo cho mình tính tự tin và có phần cá tính. Hãy chúc cho Hậu gặp nhiều may mắn trong buổi tối ngày hôm nay.
hãy cùng chào đón dòng báo danh 01 Trần Hạ Thủy Tiên sẽ cùng... Hãy cùng chào đón thí sinh Trần Hạ Thủy Tiên dòng báo danh 01. Cô sinh ngày 11 tháng 6 năm 1993 tại Hà Nội. Cô đang là sinh viên của lớp D7 tài chính ngân hàng 1. Cô sở hữu chiều cao 1m65, số đo 3 vòng 85, 60, 89. Cân nặng của Thủy Tiên 49kg. Sở thích của cô: nghe nhạc, đi du lịch, làm bánh. Và hiện tại cô đang là cô chủ nhỏ của hiệu bánh Chắc Bì Chi. Mong muốn của cô khi tham gia cuộc thi là được giao lưu học hỏi, nâng cao kỹ năng bản thân. Thủy Tiên mong rằng các cuộc thi có thể học thêm được nhiều điều trong cuộc sống và muốn để lại những kỷ niệm đẹp trong quãng đời sinh viên của mình. Chúc cho Thủy Tiên sẽ gặp thật nhiều may mắn trong buổi tối ngày hôm nay. Hiện nay với thí sinh Trần Hạ Thủy Tiên, chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Vân. Cùng tới với phần dự thi trong trang phục xã hội của thí sinh Ngô Ngọc Ánh dòng báo danh 02. Ngọc Ánh sinh ngày 14 tháng 12 năm 1995 tại Tuyên Quang. Cô đang là sinh viên của lớp C12 hệ thống điện 1. Cô sở hữu chiều cao 1m65, số đo 3 vòng 80, 61, 90, cân nặng 47kg. Sở thích của Ngọc Ánh: nghe nhạc, shopping, ăn uống và chụp ảnh. Mong muốn của cô khi ra cuộc thi, giao lưu học hỏi, phát triển tài năng và tự tin hơn trong bản thân. Những cổ động viên còn Ngọc Ánh ở đâu? Hãy cổ vũ Ngọc Ánh nhiệt tình. Số đo 3 vòng 85, 65, 88, cân nặng 44kg. Sở thích của cô giống như rất nhiều những bạn khác, đó là thích ăn kem. Mong muốn của cô khi tham gia cuộc thi đó là trải nghiệm và thử thách bản thân mình. Hãy dành cho Ngọc Anh một tràng pháo thật lớn để chúc cho cô ấy thành công trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta vừa đến với hai phần dự thi của thí sinh đến từ mảnh đất Hải Dương. Ngay sau đây chúng ta hãy dành một
lớn để cùng chào đón thí sinh đến từ mảnh đất Yên Bái, Nguyễn Thị Thu Hương. Với số đo 3 vòng 83, 60, 90, cân nặng 50kg. Và sở thích của Thu Hương là âm nhạc. Và cũng như bao thí sinh khác, Thu Hương đến với cuộc thi để giao lưu học hỏi nhiều hơn. Và hãy dành tặng cho Thu Hương một tràng pháo tay nữa đi ạ. Cùng tới với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thu Hà, số báo danh 15. Thu Hà sinh ngày 11 tháng 11 năm 1994 và cô tới từ Hà Nam. Cô đang là sinh viên của tri đoàn D7 kế toán 3. Thu Hà sở hữu chiều cao 1m67, cân nặng 49kg, số đo 3 vòng 82, 60, 87. Sở thích của cô: đọc sách, nấu ăn, nhảy, xem phim, du kịch và hát. Mong muốn của cô khi tham gia cuộc thi là được thể hiện mình, giao lưu và học hỏi. Số xanh 15 và các cổ động viên của lớp D7 kế toán 3, các bạn đang ở đâu ạ? Hãy chúc cho Thu Hà gặp được nhiều may mắn trong buổi tối ngày hôm nay. Và không biết là các cổ động viên của lớp C11H3, các bạn ở đâu ạ? Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 20, Nguyễn Thị Huệ. Nguyễn Thị Huệ sinh ngày 8 tháng 9 năm 1994. Bùi Ngọc Anh sinh ngày 12 tháng 4 năm 1993 và cô tới từ Hải Dương. Ngọc Anh đang là sinh viên của tri đoàn D6 tài chính 3. Cô có chiều cao 1m60, số đo 3 vòng 82, 60, 90. Cân nặng của cô 45kg. Sở thích của Ngọc Anh: múa, đọc sách, du lịch và tham gia các hoạt động xã hội. Ngọc Anh chia sẻ khi tới với cuộc thi rằng muốn có những kỷ niệm đẹp của quãng đời sinh viên. Và cô cho rằng các nữ sinh của trường Đại học Điện lực chưa có nhiều các cơ hội để có thể tỏa sáng trong hoạt động ngoại khóa. Và Ngọc Anh mong muốn qua cuộc thi sẽ quảng bá được hình ảnh của nữ sinh trường Đại học Điện lực với bạn bè của các trường đại học. Quan điểm sống của cô: hãy sống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng được sống. Sinh ra rất nhiều người đẹp đến từ trường Đại học Điện lực. Và một lần nữa chúng ta sẽ đưa ra vào tay thật lớn để cùng dành tặng cho 15 thí sinh xuất sắc nhất trong đêm nay, đúng không ạ? Chúng ta vừa tới với phần dự thi trang phục xã hội cùng 15 thí sinh và hãy cùng chào đón họ trở lại sân khấu và hãy chúc cho họ một buổi tối thực sự thành công. Tới với cuộc thi ngày hôm nay, 15 thí sinh của chúng ta đã trải qua rất nhiều những thử thách, gặp phải rất nhiều những áp lực và khó khăn. Và để có mặt trong những trang phục vô cùng lộng lẫy của bộ trang phục xã hội, chắc chắn họ đã phải trải qua rất nhiều những thử thách của các giám khảo cũng như những áp lực của các quý vị khán giả.
và hy vọng rằng ngày hôm nay tất cả các bạn ngoại trừ gọi thì tình nguyện cũng như tất cả các bạn ở dưới lưới nữa hãy cổ vũ cho 15 thí sinh thật sự nhiệt tình. Vâng, và nếu như các bạn có cơ hội được đồng hành cùng với các thí sinh trong chương trình Duyên Dáng Nhân Sinh FPO 2014 thì các bạn mới có thể cảm nhận được những nỗ lực của thí sinh để có thể cống hiến những tiết mục đặc sắc, những màn dự thi đặc sắc của mình đến với đêm chung kết Duyên Dáng Nhân Sinh FPO 2014. Và chính những tràng pháo tay của quý vị và các bạn chính là nguồn động viên cổ vũ lớn nhất để các thí sinh có thể hoàn thành thật tốt phần dự thi của mình ạ. Mười lăm thí sinh là 15 ẩn số mà chắc chắn ngày hôm nay tất cả chúng ta đều sẽ tìm được lời giải đáp. Và điều quan trọng, ai sẽ là người đạt đến ngôi quán quân của cuộc thi năm nay? Tất cả những thí sinh đã tham gia cuộc thi này cũng như thí sinh đã tham gia vòng 1 cũng như vòng 2 của Duyên Dáng Nữ Sinh EPU 2014, họ đều tâm sự rằng khi tới với cuộc thi, khi bước vào những cửa ban đầu họ rất run và rất thiếu tự tin. Khi đi tới với vòng chung kết này, chắc chắn những nguồn động viên của tất cả các bạn sẽ giúp họ tự tin hơn, giải những bước chân dài hơn để tới với con đường vinh quang và cổ vũ cho thật lớn nữa. Có rất nhiều những cảm xúc được diễn tả trong đêm ngày hôm nay, niềm vui của người chiến thắng, giọt nước mắt của người thua cuộc. Nhưng điều quan trọng là các bạn đã được gặp gỡ trong một ngôi nhà chung mang tên Duyên Dáng Nữ Sinh EPU 2014. Và thực sự đây là một cuộc thi mang rất nhiều ý nghĩa, không chỉ đối với các thí sinh mà đối với tất cả những ekip thực hiện chương trình. Chúng tôi đã có một chặng đường rất dài, những ngày đầu tiên của tháng 3 cho đến vòng 2 và đến tới đêm chung kết ngày hôm nay thì cảm xúc của chúng tôi lúc này là rất run. Vì vậy mà ngoài cổ vũ cho các 25 thí sinh thì các bạn cổ vũ cho các MC thực sự nhiệt tình nữa được không ạ? Trong phần dự thi đầu tiên, phần trao phục xã hội. Và sau phần thi này thì các bạn thí sinh sẽ có thời gian chuẩn bị để tới với phần thi tài năng tự chọn. Đây sẽ là một phần thi rất quan trọng để chọn ra 7 thí sinh xuất sắc bước vào phần thi ứng xử. Chẳng như vậy rồi. Và các bạn thí sinh, các bạn có thể gửi những lời chào đến tất cả quý vị khán giả và hãy chúc cho 15 thí sinh của chúng ta gặp nhiều may mắn.